thái độ của nam em giữa tin đồn bị triệu tập lần ba. Nam em tiếp tục là cái tên được dân tình réo gọi. Sáng ngày 26 tháng 4, DJ Ngân 98, Lương Bằng Quang đã có mặt tại Sở Thông tin, Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh để hoàn tất hồ sơ liên quan đến việc khởi kiện Nguyễn Thị Lệ Nam Em, tức Nam Em. Bởi lẽ, thời gian qua, cả hai liên tục đấu tố lẫn nhau trên sóng livestream. Vì vậy, nhất cử nhất động của Nam Em đang được người hâm mộ chú ý. Theo đó, Nam Em vẫn đang tiếp tục livestream bán hàng và giải đáp thắc mắc về sản phẩm với người mua. Khi được hỏi về việc có phải là nhân vật đang bị DJ Ngân 98 kiện tụng hay không, người đẹp quê Tiền Giang phớt lời, không quan tâm mà chỉ tập trung tư vấn sản phẩm. Bên cạnh đó, cô cho biết đang cố gắng kinh doanh để có kinh phí thực hiện những sản phẩm âm nhạc còn bị bỏ dở. Nam em tập trung livestream bán hàng giữa nghi vấn bị triệu tập lần 3. Trước đó, nam em vướng phải ồn ào khi bị Sở Thông tin, Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh phạt 2 lần với tổng số tiền là 47,5 triệu đồng về hai hành vi. Một là cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân, hai là cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Hiện tại, Hoa Khôi Đồng Bằng Sông Cửu Long 2015 đang ở Đà Lạt cùng bạn trai để chữa lành và bán hàng online để kiếm thêm thu nhập. Cô đang sống tại Đà Lạt cùng bạn trai và bán hàng online để kiếm thêm thu nhập. Chia sẻ sau 2 lần bị phạt, nam em cho biết, bị gọi 2 lần cũng đủ cảnh tỉnh rồi. Lúc đó tôi bị stress và bất cần, còn bây giờ đã tìm được mục đích sống nên muốn thay đổi. Nói chung là khi mình làm sai gì đó mà mình chưa nhận ra là do chưa tìm thấy mục đích sống đúng. Khi đã tìm được mục đích mình sẽ cố gắng nhiều hơn. Bây giờ tôi không muốn chửi nữa đâu, vì sợ nghiệp. Thời điểm đó do tôi stress, đi làm thấy bất công nhiều quá nên đánh mất lý trí, cảm xúc lên nhiều thì lý trí bằng không, còn bây giờ tôi hiểu được luật hấp dẫn. Nghĩa là khi mình vui vẻ, tích cực thì năng lượng tích cực sẽ đến thay vì những điều xấu. Bây giờ tôi rất hoan hỷ. Đọc bình luận tiêu cực cũng không bị ảnh hưởng chứ ngày xưa dễ bị kích động. Ồn ào về phát ngôn khiến nam em phải đóng phạt 2 lần tổng cộng là 47,5 triệu đồng. Cuộc sống của nam em sau khi công khai bạn trai gặp phải nhiều ồn ào và khó khăn.